Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu với anh em con ADPB698, lực xoắn lên tới 698 Nm, là xoắn vào nha anh em, còn xoắn ra thì nó sẽ cỡ gấp rưỡi. Nhìn đẹp gọn ha, tương đối là gọn gàng dễ chịu. Chi tiết nó như thế nào, ngay bây giờ cùng đi tìm hiểu nhé. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Điểm đầu tiên mà Thành muốn nói tới đó là mức giá. Vẫn như mọi khi, DCA rất là dễ tiếp cận nha anh em. Nếu mà anh em mua thân máy không thì nó sẽ rơi vào tầm 1.750.000. Còn nếu như anh em mua cái combo mà một pin 5 chấm có vali và sạc luôn thì khoảng 3.031.000. Xuống dưới chúng ta có cái combo 2 pin 6 chấm, giá hiện tại là 4.830.000. Rất là dễ chịu ha, rất dễ tiếp cận. Một con máy mạnh mà so với những cái đối thủ đến từ các cái thương hiệu lớn á thì phải nói là giá rẻ hơn tương đối nhiều luôn. Nếu anh em mở xưởng, sửa xe máy hay là sửa ô tô, hay là anh em lắp đặt các cái trụ điện, cột đèn này kia thứ, thì những con máy này rất là phù hợp cho anh em bào, tiết kiệm chi phí và mau thu hồi vốn. Máy DCA thì bảo hành chính hãng 6 tháng nha anh em. Anh em hãy nhớ mua những địa chỉ uy tín để được bảo hành chính hãng trên toàn quốc nhé. Một trong những địa chỉ đó chính là Kết Nối Tiêu Dùng. Thông số chi tiết Thành sẽ để bản này để anh em có thể tham khảo. Máy này thì có thể vặn ốc từ M10 tới M24. Tốc độ vòng xoay cũng như là tốc độ búa ở các chế độ thì Thành sẽ để ở đây để anh em có thể theo dõi. Thiết kế của máy anh em có thể thấy là nó rất cứng cáp ha. Nhìn ha, những cái đường rất là gân guốc, vuông vức, đẹp. Khuôn cũng được làm rất là chi tiết luôn. Đây, những cái chi tiết này nè, nhìn nó rất là gọn gàng, ngon lành ha. Đấy. Được đấy, máy này ổn áp đấy. Động cơ không chổi than, chạy cũng tương đối là êm. Với một cái máy gần 700 Nm thì như thế này là rất ổn rồi đấy. Cái thân máy không thì nó nặng tầm khoảng 1.9 kg nha anh em. Thêm cục pin vô thì rơi vào đâu đó khoảng 2.5 kg gì đấy. Không quá nặng nhưng cũng không có nhẹ. Ngon lành, bọc cao su này kia các kiểu. Ngoài những điểm thông thường, ví dụ đèn led nè, cò điều tốc nè, đảo chiều nè, thì nó sẽ có ở dưới đây là một cái nút bấm để chuyển 4 chế độ: low nè, medium nè, high nè và top. Cái này thì nó không có chế độ tự động ngừng hay là này kia các thứ ha. Nó chỉ điều chỉnh 4 mức tốc độ và 4 mức lực khác nhau thôi, chứ không có tự động dừng như những cái máy khác. Kích thước đầu của nó là 1/2 inch nha anh em. Và nó là loại đầu phe gài, có lỗ khóa luôn. Test thử chế độ thấp nhất nha, chế độ L ha anh em. À, chế độ yếu nhất xem thử là mở ra không ra ha, rất là dễ dàng, không có vấn đề gì. Thay lốp ô tô hay là làm trong các cái gara này kia là vô tư nha. Đó, nó đóng rất là dễ chịu. Còn những cái chế độ lớn hơn thì Thành sẽ không có test với cái ốc của bánh xe, tại vì chế độ thấp nhất này nó mới vừa nha, những chế độ khác thì nó mạnh quá, không phù hợp. Test chơi vậy thôi. Máy đóng rất là êm đấy. Anh em thấy sao về máy này ạ? Hãy để lại cảm nhận ở bên dưới để mà chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Riêng Thành thấy với mức giá như thế này thì nó là một cái sự lựa chọn rất là ổn áp. Nếu mà anh em đang cần một cái máy vặn bu lông với mức lực tầm trung thì con này là một ứng cử viên sáng giá đấy. Cảm ơn anh em đã xem tới đây và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Nối Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênhnối tiêu dùng.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên của Minh Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video. Còn trong tương lai, giá nó có thể thay đổi theo thị giá, giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.